Hi, chào các bạn. Mình đang ở tỉnh Long An. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vườn trồng các loại cây phôi ở dưới đất. Trong đó đặc biệt là có các tác phẩm mà chú Thủy rất là đẹp. Mời các bạn cùng xem. Tác phẩm mà chú Thủy nuôi da đen dáng huyền, hay còn gọi là dáng thác đổ các bạn. Cái này thì nó rất là già và hoành nó tầm khoảng 70 các bạn, và các bộ bông tay bông tàn được làm rất là mịn. Mời các bạn cùng xem tổng thể của tác phẩm này. Ở đây là mình chuyển sang các bạn xem mặt sau của tác phẩm mà chú Thủy nuôi da đen thác đổ. Các tàn đã được phân bánh ra hết rồi các bạn. Phần thân thì da cũng đã được liền xẻo hết rồi. Theo mình ước tính thì tầm khoảng tối đa là 5 năm nữa thì tác phẩm này sẽ có thể đi chơi được. Tiếp theo là một tác phẩm mai chú Thủy nuôi da đen dáng trực và đang được nuôi các bạn. Cây này thì theo mình cao tầm khi thành phẩm thì cao tầm khoảng 70 cm và thành thân tầm khoảng 75 cm các bạn. Cây này rất già và thân nu. Một tác phẩm mà chú Thủy khác cũng đang được chủ nhân nuôi. Mời các bạn cùng xem. Đây là một tác phẩm mà chú Thủy được tạo dáng theo kiểu trắc lắc. Và đây là như là lá trung các bạn. Một tác phẩm mà chú Thủy lá trung. Trong vườn này thì mình thấy đang còn nuôi rất nhiều cây mai chú Thủy khác trong bồn. Và những cây mai chú Thủy này có hành khá là to và nó được liệt vào size trung hoặc size đại các bạn. Một tác phẩm mà chú Thủy rất là đẹp. Nuôi da đen các bạn, mà chú Thủy nuôi da đen, hành nó tầm khoảng 75. Một cây mai chú Thủy trung nu đang được tạo dáng. Mời các bạn xem một tác phẩm mà chú Thủy nuôi da đen tàn bay. Cây này theo mình hoành tầm khoảng 70 các bạn, và chiều cao khoảng cũng 75-80, và cái tàn bay của nó thì tầm khoảng 1 mét. Thank you.
phẩm Mai Chiếu Thủy Nuga Công các bạn. Cây này rất là lùng lực và tán rất là mịn. Hình thân thì theo mình tầm khoảng 65 đến 70. Bộ bông tay bông tàn rất là mịn các bạn. Mời các bạn cùng xem qua cái mặt sau của tác phẩm này. Đế cũng khá là quái. Đây là dòng Mai Chiếu Thủy Nu Cơ Công nha các bạn. Rồi, một tác phẩm Mai Chiếu Thủy Nu Cơ Công khác các bạn. À, đây có vẻ là Nu Da Đen. Mai Chiếu Thủy Nu Da Đen, mời các bạn cùng xem. Trên thân cây này thì nó cũng đã nổi nu cũng rất nhiều rồi các bạn. Được tạo tác theo dáng bay. Có rất là nhiều tác phẩm Mai Chiếu Thủy đang được nuôi công phu ở dưới đất các bạn. Những vết thẹo này thì theo thời gian nó cũng sẽ liền da, thì tầm khoảng từ 2 đến 3 năm sẽ liền da lại các bạn. Một tác phẩm mà chú thị khác, dòng này có vẻ là Nu Gà Công các bạn. Cái này thì mình thấy nó có đế rất là quái. Cái này cái hoành đế tầm khoảng hơn 100 và tàn bay nó phóng ra tầm khoảng 2 mét các bạn, rất là dài. Các vết sẹo thì liền sẹo gần như hoàn toàn luôn. Rất là đẹp, tác phẩm này rất là quái và đẹp. Cũng là một mang phong cách giang bay. Mời các bạn cùng xem mặt sau. Phần bệ đế được trải ra rất là rộng các bạn. Để chảy ra rất là rộng.
một tác phẩm mà chú thủy dán trực và có cái trực lắc và có cái đường thân vặn rất là quái các bạn. Mời các bạn nhìn tổng thể của tác phẩm này, chiều cao tầm khoảng 1,5 m và thân nó cũng liền lạc hết rồi, các bức cắt cũng đã liền hết, đế thì cũng khá là đẹp, đế chảy đẹp về bốn phía. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video tới phút này. Các bạn nhớ chia sẻ video với mình. Cảm ơn các bạn.